Với những mục tiêu được đề ra tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An đã đánh giá cao kết quả của đại hội với niềm tin vào một nhiệm kỳ mới. Mặt trận các cấp sẽ phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, đổi mới phát triển, nâng tầm hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển. Ghi nhận của các phóng viên thời sự về những kỳ trọng và gửi gắm của các tầng lớp nhân dân qua đại hội lần này. Hướng về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, người dân các địa phương trong tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm và kỳ vọng vào công tác mặt trận nhiệm kỳ mới, sẽ có nhiều sáng tạo, đổi mới, phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi hy vọng rằng Mặt trận Tổ quốc khóa 10 năm 2024-2029 sẽ quan tâm hơn về công tác an sinh xã hội, nhất là quỹ vì người nghèo, giúp đỡ những người dân khó khăn để ngày càng ổn định vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, tôi cũng mong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc lắng nghe nhiều hơn ý kiến tiếp xúc trong các kỳ họp tiếp xúc cử tri để phản ánh lại những cơ quan có thẩm quyền giải quyết một cách có hiệu quả hơn. Không dừng lại ở đó thì tôi hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới thì Mặt trận Tổ quốc sẽ phát huy được vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia vào xây dựng đảng, chính quyền, mà tập trung vào các nhiệm vụ về kinh tế và chính trị xã hội, phát huy được tinh thần của Đại hội nhiệm kỳ 2024 là đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển. Tôi kỳ vọng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An cần quan tâm nhiều hơn đối với cơ sở, cũng như là các cái cán bộ mặt trận phải bám sát địa bàn và cán bộ phải thật sự năng động, sáng tạo để tiếp cận đến người dân, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các cái phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi cũng gửi niềm tin và kỳ vọng đến đại hội, mong rằng đại hội chọn ra những người có tài, có đức để đủ sức lo cho dân trước hoàn cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19, nhất là chăm lo cho hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đừng để ai ở lại phía sau. Cuối cùng xin chúc quý lãnh đạo, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn rằng nhiệm kỳ mới Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc. Chúng tôi xin có những hai cái nội dung gửi đến coi như là đại hội làm sao triển khai trong cái tốt trong thời gian tới. Cái nội dung thứ nhất là Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần có hướng dẫn cho Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện tốt cái chương trình thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, làm sao phát huy cho được cái vai trò của từng cái tổ chức thành viên trong cái công tác vận động tuyên truyền để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của địa phương mà Đảng, Nhà nước giao. Cái thứ hai là chúng ta thực hiện tốt cái vai trò cái giám sát phản biện. Qua cái đại hội này, chúng tôi những đồng bào ở vùng sâu vùng xa kỳ vọng rằng Mặt trận sẽ có chủ trương đúng đắn và tập trung cho hướng về đối với các tầng lớp nhân dân, với giai tầng xã hội, nhất là hiện nay bây giờ còn một bộ phận vùng sâu vùng xa nhân dân còn nhiều khó khăn. Hiện tại là nói chung là cán bộ mặt trận của khu phố ấp ở vùng sâu vùng xa thì cái chế độ nó cũng còn hạn hẹp, thì mong rằng là sau này là Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng như là chính phủ giờ cũng như là Đảng thì quan tâm hơn để giúp cho những cán bộ đó người ta có điều kiện để tham gia hoạt động các cái hoạt động của mặt trận tốt hơn.
Tin tưởng rằng thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ mang đến sự phấn khởi, tạo sự đồng thuận, thống nhất và niềm tin thôi thúc các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, các khâu đột phá cùng chương trình hành động mang tính toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, hiệu quả, khơi dậy mọi tiềm năng nguồn lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.